Tôi nên nói lại là cái vật mà cơ thể sản xuất ấy, là bình thường nó là một cái giống như là một cái góc khuất hay có thể gọi là một cái nút thắt. Khi mà chúng ta học về các thông tin trong thực tế mà ứng dụng trong sản xuất, cụ thể là cơ thể sản xuất ở đây, thì các bạn còn nhớ cái chương đầu tiên cô nói cái tiền thân hay thần tiên của EAP đúng không? Một số bạn nên thấy bạn đúng không? Công việc nó có khác không? Có thể là mới hay người ta đã trang điểm cho nó đúng không? Cái chữ EAP, IRP mà chúng ta dịch đó là hệ hoạt động nguồn lực doanh nghiệp đúng không? Tăng cái mềm như vậy thì cái tiền thân của nó là những cái hệ thống lập kế hoạch để mà sản xuất, cụ thể là kế hoạch để sản xuất và liên quan tới việc là lo về thị trường và lập kế hoạch sản xuất. Cho nên nói về cái nguồn gốc sâu xa của nó, cái nhu cầu xuất phát điểm là chúng ta cần quản lý trong cái khâu sản xuất, cái phân hệ sản xuất để chúng ta tính toán được cái giá hoặc là cái cost giá vốn hay là cái chi phí đúng không? Người ta sản xuất ra cái sản phẩm. Còn nếu người ta vận hành dịch vụ thì có một hình thức nào đó chúng ta có thể là tương tự hóa nó, đó chính là quá trình vận hành dịch vụ đó. Thì nó cũng có cost, khác với cost, đúng không? Và qua quá trình vận hành phát triển của nhu cầu phát sinh đúng không? Dĩ nhiên liên quan tới sản xuất đó, thì chúng ta hình dung liên quan tới sản xuất thì nó sẽ liên quan đến gì các bạn? Ngoài đúng không? Đúng không? Gì nữa? Không như vật liệu về để mà sản xuất có phải có máy móc đúng không? Đó là mua thì có cái gì nữa? Đúng rồi, tôi nói như mua không? Thì có một cái từ mà nó phổ quát hơn thì tôi gọi là nhân sự. Nó thuộc gọi là nhân sự. Và cái nhân sự này mà cái mua hàng này là mình biết xong nào xong rồi biết lúc nào cần mua ai đúng không, mua cái gì đúng không, thời điểm nào là cần thiết chứ đâu phải là muốn mua và sau đó là lưu kho đâu đúng các bạn. Bởi vì lưu kho là sao? Tốn kém, tốn người giữ, tốn mặt bằng đúng không các bạn? Đa số doanh nghiệp là có khi là thuê mặt bằng đúng không? Rồi trang thiết bị, tiền mà hàng sản phẩm thì cái kho đó sẽ có những cái chỉ số, có máy móc đi kèm nữa đúng không? Có phải là không? Để ra nhiều hơn. Rồi chưa nói đến cái chuyện á, mua về đắp chiếu hay sao? Đúng rồi. Thế nên người ta gọi là khấu hao đó gì đó. Người ta có tính trưởng hào toàn hình dung thôi. Nhỏ cô đó nghe người ta nói nếu mà ví dụ là mình mua chiếc xe hoặc là mua cái ngôi nhà mặt đất thì nó khác nhau, thì một cái cái cột nó khác nhau đúng không? Mua chiếc xe về thấy đẹp mua về nhưng không có nhu cầu nằm hành động có nhu cầu đi thì người ta lại người ta gọi là đắp chăn đó hay là phủ nó lại đúng không? Thì theo thời gian thì sao nó có thể nó vẫn cảm thấy có nguyên và cái động cơ và mọi thứ trong đó nó sẽ là gì, có cái độ hao mòn giá cuối cùng về giá các bạn mua về á đúng không? Cho dù các bạn có bảo trì lắm thì sao, nó không bị mối mọt hay là cái gì cho nó rã rời ra đúng không? Cho nên người ta nói à đầu tư tiền là phải sinh lời, tiền ở đâu đó, ví dụ là chỉ tới cái đầu tư kỹ thuật mở công ty đúng không, một cái dạng kinh doanh tìm cơ hội ngồi hay là bất động sản vân vân và vân vân. Thì trong cái doanh nghiệp cũng vậy thôi nha, và mọi thứ nó nằm ở cái chỗ là dòng tiền của người ta đi vào và đi ra nha, và người ta điều tính toán hết rồi. Hàng nhân sự là gì nữa hả? Sản xuất liên quan tới gì không ạ? Hả?
mình chung ví dụ cái điện thoại thế nào không? Thì có điện thoại cầm trên tay á, đúng không? Người ta sẽ sản xuất, nhưng mà cái hình thức một cái điện thoại thì theo các bạn, người ta sản xuất theo order, người ta sản xuất hàng loạt, sẵn siêu thị họ sẵn store rồi, người ta tới thích thì mua. Ví dụ em cái điện thoại của em thì cô hút cho nói là của hãng nào nhé, thì em có gọi điện tới đó làm video không, đúng không? Nó tự nó có sẵn rồi nha. Rồi tới cái đợt nào đó mà sản phẩm nào đó mà người ta tự nhiên có một cái gì đó người ta mua nhiều, bắt đầu nó no. Rồi sản phẩm nào đó mà nó ít người mua, sau đó người ta lại thanh lý rồi giảm giá vân vân và vân vân. Vậy đó là cái hình thức chiến lược, người ta cũng phải sản xuất để ra sản phẩm đó, nhưng mà theo cái doanh nghiệp đó là theo cái cấu trúc gì, các bạn nhớ không? Trong cái đường quy mô của sản xuất người ta gọi là make và tạo ra u. Có một cái make nữa, order, để các bạn đón được. Có nghĩa là lúc nào có order thì nó mới sản xuất, là nó make order. Còn bên này có thể dùng cái từ nào là make to inventory, có nghĩa là sao? Sản xuất rồi để như vậy, để kho hay là trưng bày. Nó khác với hình thức là make to order nhé. Make to order là sao? Lúc nào có đơn đặt hàng nó sẵn hơn. Nha, đó là hai cái hình thức cơ bản nhất của sản xuất rồi. Bây giờ quay trở lại tiếp tục ở đây. Vậy thì lúc này các bạn đang rất cần cái gì? Đơn hàng đúng không? Phải liên quan cùng một bán hàng đúng không? Có không? Các bạn ơi, liên quan đến bán hàng không? Cái phần thức là make order thì có order thì mới sản xuất. Đúng không? Cô ơi, miễn bàn. Nhá. Rồi, sản xuất liên quan tới gì nữa? Cần vật liệu, cần người làm, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị còn thiếu nhất. Nhá. Có người vận hành, người điều hành, người thiết kế sản phẩm đúng không? Ừ. Có đơn hàng của trường hợp là make to order, có đơn hàng của sản xuất, được chưa? Rồi liên quan cái gì nữa? Kho đúng rồi. Kho thì một số nơi người ta thể gom, nhưng mà có thể phát triển là kho nhưng mà khăn là gì? Đây là kho đi nữa. Để kho thì sao? Không nhai. Kho tại sao liên quan tới kho các bạn? Nếu mà sản xuất thì cái kho này nó chứa gì? Có thể là cái vật liệu trên này, máy móc hay là những cái sản phẩm và nó gọi là sản phẩm sản xuất chung. Ví dụ những cái sản phẩm sản xuất chung nào, những cái phụ gia hoặc là những cái chất, ví dụ là nếu tạo ra trong cái quy trình tạo ra một chuỗi như thế này thì nó từ có tỷ lệ nước, tỷ lệ ví dụ chất kết dính như gì đó, nó thường thường common đối với dòng sản phẩm đó. Thế này rồi còn gì nữa, nó kho nó có gì nữa, chắc là sản phẩm đúng không? Các bạn nhớ một trước cô có nói về sản phẩm là sao đúng không? Nguyên liệu này, sản phẩm đúng không? Khi mình sản xuất ra mà thì sản phẩm sẽ có sản phẩm gì? Sản phẩm kho chẩn đúng không? Và là finish good, finish có nghĩa là nha. Thì good là tốt, nhưng có thể thì S nữa là gọi là hàng hóa nha. Gọi là sản phẩm dễ dàng. Ví dụ công ty đó sản xuất cái gì đâu? Giờ các bạn muốn nói về gì? Đi đúng không? Sản phẩm đặc trưng này
đủ của cái ghế của một người. Còn bây giờ mình nhìn cái ghế đó đầy đủ như vậy xong thì gọi là lòng tin school. Còn sao trong công đoạn nó chỉ xong cái phần cái chân thôi, nó chưa có chân, cái chân nó chưa nắm ở chân, cái chân nằm mờ cho nó bây giờ chiều lên lại cái đó có khi nó cũng phải luôn thôi, các bạn thấy không? Có không? Có thì đó là mình gọi là sản phẩm của em. Hay là nó chỉ có là phần thô của hai cái miếng này thôi, chưa có mài lượng cân như thế này, chưa có đặt như thế này, các bạn không? Được, có thể là do cái điểm hoặc là sự cố, hay là làm ra bị chật, hoặc là mất cái điểm gì đó người ta dừng, hay là nó đang chạy xong nhà máy gì đó đúng không? Rồi sau đó người ta lại không được ra một cái sản phẩm nào đó, những cái gian ví dụ vậy đó, hoặc là gỗ, ví dụ gỗ này thì ví dụ một cái miếng to đúng không, có thể một đơn vị sau đó người ta cắt ra dư lại đúng không, một hai ba sản phẩm thì đó là gọi là cái unfinished mark. Rồi trong kho rồi còn gì nữa các bạn? Một cái là rất quan trọng trong cái ăn này là mình không cần nó biết về giai đoạn đầu lý do cái con MRP nó chính là tiền của DAP á, bộ phận nào nó liên quan đây để nó tính cái giá vốn, nắm cái giá. Còn những cái này là không có nắm được giá đâu. Ok, giá vốn bây giờ nhá. À, ví dụ cái này cô bán đó, thì cô biết ở ngoài các bạn đó thị trường bán bao nhiêu, có thể ông xỉu bao nhiêu. Các bạn có thể đoán thôi. Cô nghĩ rẻ nhất cũng là 200-300 đúng không? Đúng không? Mua xỉu thì xỉu cho 250 đi. Có lẽ 300, cô lấy cái dụ vậy. Thì các bạn nghĩ giá vốn của nó là bao nhiêu? Ví dụ vậy giá vốn có thể 100, có thể 70. Mình đừng thấy nha các bạn. Các bạn tìm hiểu cái đó không? Nhưng mà anh nào nắm trong doanh nghiệp thì anh phải nắm. Chưa? Anh nào nắm? Chính xác kế toán. Đúng không? Bạn nào biết ra nó kinh nghiệm anh kế toán. Chính xác không đúng không? Nó là một sổ, nó biết được công ty đi mua hàng bao nhiêu. Đúng không? Mọi thứ giao dịch trả lương nhân viên như thế nào, có không? Có, nó nắm thế. Rồi khi bán ra bao nhiêu tự nhiên cái cây này để mà nó có tỷ lệ quy định. Rồi cái này người ta nói về cái MRP, nó cái mà tiền thân của nó, cái gốc của nó, cái mà gần như có thể gọi nó là cái phần nghiệp sản xuất đó. Thì các bạn thấy nó liên hệ rất là chặt chẽ với những cái bộ phận khác nha. Rồi bây giờ một cái process của business, cái cycle của nó thì đầu tiên các bạn sẽ thấy cái phần cây, cái góc trái phía trên ha, nó xây sell process confirm order finish good shipment, cái này chúng ta là finish good đấy các bạn, là actually nhà ở finish good thì chúng ta có thể là những cái như F hay là actually là cái sale forecast là sao? Nó chỉ báo về tình hình kinh doanh bán hàng. Rồi cái hộp đó kết hợp với cái nhiệm đơn đặt hàng hiện còn đúng không? Và cái tình hình báo đang ship có nghĩa là đang vận chuyển hàng hóa. Thì ở đây là cái công đoạn những cái cơ sở để mà người ta khi đưa vào cái quy trình sản xuất như cô nói là cái đầu mối để mà
thể là make tomorrow hay là make to memory được. Ví dụ mà những cái con số rất là liên quan trước thì nó mới biết là nó có thể là liên quan bao nhiêu, mà bán thì có thể là đã ghép, chứ không có thể là thường thường cái mặt sản phẩm ghé này thế này. Một tháng như vậy của mình thì ví dụ là sản xuất ra khoảng hơn 1 triệu cái, có thể ví dụ nhá, không thì nó sẽ lên mặt bằng của mình ha. Ví dụ là nếu mà cao nhất là 1.2 triệu, chứ không thể đùng đùng lên cái là muốn sản xuất ra 2-3 triệu được không? Không, bởi vì nó có một cái con sắt rất là đều đặn với nhiệt độ theo cái tiến độ theo cái khung kỳ của nó, thời gian sorry đã qua, hay là nó dựa vào những cái order nữa là không có bằng. Hay là những cái tình hình cái shipping nhá, hiện tại thì chúng ta thấy nó tác động rất là nhiều đúng không? Shipping hiện tại trên thế giới nó cái chuỗi cung ứng nó đang bị gọi là bị tác động bởi cái vấn đề shipping, mà hàng hóa nó bị mắc kẹt ở chỗ này chỗ kia, không liên tục liền ở đâu đó, không đâu mà không bên đúng không? Do cái tình hình hàng ở đây, thì những cái tác động này nó sẽ là đầu mối thông tin để mà nó đi vào cái lần kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó cũng có cái vấn đề liên quan nữa là liên quan về cái nguồn mà đầu vào để sản xuất không có kế hoạch chiến lược và cái tình hình mà tìm cái nguồn nguyên vật liệu đúng không, để mà cung cấp cho những cái đơn hàng, những cái đợt mà sản xuất nha. Ví dụ là kế hoạch sản xuất có rồi nhưng mà nguyên vật liệu chưa về, ví dụ vậy cũng là một cái nơi nó trong đầu á. Cái từ khi xuất đây này, nếu các bạn hay ở trong cái passport của mình á, có cái dòng đi xuất bay nó có nghĩa là mình cần xuất phát bởi tổng số nhận khẳng cảnh ở tỉnh nào đó vân vân, đúng không? Cái từ khi xuất này trong cái bối cảnh doanh nghiệp là sao? Bộ phận sản xuất sẽ là đường đi xuất material bởi cái hàng quản lý kho, các bạn hiểu không? Một cái đơn lệnh lệnh từ sản xuất á, cái đơn hàng này ví dụ này 1.000 cái ghế, 2.000 cái ghế gì đó, thì nó có cái công thức mà bộ phận kho nó nói với các bạn là mua cái kho đó, nhớ không? Cái công thức là để tạo một cái ghế là chỉ cần bao nhiêu cái cổ này con nghĩ có thể là dạng và dạng ép hay có thể là từ một cổ, các bạn hiểu không? Dạng một cổ, bao nhiêu một cổ đúng không? Còn dưới này thì cô cũng biết là nó cái này có thể là một không không đúng không? Ở đâu đó ví dụ vậy, cấu thành và nó có công thức được tôi cho đâu đến và nó cũng chỉ rõ cái gọi là gì đó, cái công đoạn, người ta hiểu từ công đoạn để sản xuất ra cái ghế này. Còn sản xuất cái gì mà còn mình biết sao? Cái giờ làm xong cái bữa đêm mới làm không được, nhớ không được, không được, các bạn có thể làm xong. Cái nào làm xong xong thì trong cái phần mua nó sẽ chi tiết làm cổ thai những cái công thức gọi là cái công đoạn hóa quan đó, cái cổ thai là gì, có con này là công thức của những người nghề nghiệp đó. Thì tương tự như vậy, người ta có một cái đơn thì có cái một cái đơn gọi là cái đơn sản xuất 500 cái ghế này thì người ta biết là phải in xuất cho cái tổ sản xuất đó bao nhiêu người có thể cùng, các bạn hiểu không? Có rất là rõ ràng rồi thì mới có cái việc là in xuất material. Rồi, và những cái bậc điểm này nó sẽ được tính vào trong cái expenditure là sao? Chi phí, chi phí sản xuất này được nói. Rồi, còn cái việc mà chúng ta dự báo bán hàng rồi những đơn hàng hay là vấn đề chúng ta sẽ làm cái công thì nó sẽ là liên quan tới cái một mà tiền chúng ta cũng vào. Bên kia là chi, bên này là cung, không có bạn, cũng hai cái nhánh. Rồi, thì nhánh vực của nó bên này nó chính là liên hệ với customer. Rồi cái này có liên hệ thiết kế toán, cái này có kế toán. Thì ở đây là một hình thức mà dĩ nhiên người ta luôn thấy hình dung nó cũng hơi rối về cái cách nó thể hiện của slide này thôi. Nhưng mà trong quy lại, nó cũng rất là ý cô vừa nói.
nhưng mà cái từ nó dùng từ tiếng Anh đó hiểu không? Rồi có gì một chút. Rồi cái này thì mình thấy quen rồi đúng không? Quen rồi đúng không các bạn? Vừa trước hả? Những cái dòng dưới này, ngồi đây làm sao học đấy? Nó xéo ngang. Đây là những vấn đề không có ngồi ấy. Anh sẽ không biết hả? Thấy không? Bây giờ các bạn biết đây là ai đang lưu thế nào chúng tôi nói đúng không? Đây là những người đang tìm lên chơi, người có thể quản lý hệ thống, người trưởng của một xã số, người ta biết chứ công thức con đúng không? Cái đâu thì con đang biết bởi vì một số nơi con này nó chính là gì? Gọi gì ta bí quyết kinh doanh. Các bạn hiểu không? Gọi là cái sản phẩm ABC nó một thành phần nguyên liệu của chúng ta nó đơn giản không? Có khi là phải là người trong gia đình, trong chồng tộc hay là cái gì đó gắn kết giữ công ty này hay là cái người giữ này là người có cổ phần trong công ty như vậy. Đây là build of material à, thì các bạn hình dung giống như mình nấu ăn thì mình ví dụ vào đây các bạn mình nói nó bổ bây giờ nó nghĩ nó món gì hả vì tôm hả vì tôm hả nếu mà build of material mà không bị tôm á thì sản xuất ra thì tôm hả. À, thì cũng tốt nghiệp rồi mình thử nghĩ xem à, thì các bạn thấy ở trong cái mặt cái gì bên ngoài thì tôm nó có cái ingredient là cái thành phần nó không còn cái gì thì tụi nó lạ vậy đó ha, cái ổn định rồi chắc cũng chắc có là b rồi vân 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 ha. Trong quá trình nhưng mà các bạn du để có cái sợi gì mà nó không khô và là không khối như vậy thì ta phải làm gì? Thì người ta làm được mềm, nó được mềm không? Bởi vì người ta phải làm gì mình biết đó, cũng có cái nhào lên với thành sợi, không có gì mình làm. Một mì sợi, sau đó người ta sẽ làm gì? À, tụng sôi rồi, tụng sôi. Mình thấy nó có màu nữa, mà làm cho nó khô, nó tướng lại, phải bằng nó sẽ tạo giá, đúng không? Bạn thấy nó xác định cho cái kiểu hình khối gì đó, tạo giá. Sau đó người ta phải giống như người ta làm cho ở nhiệt độ cao nó khô hoặc là phơi sấy gì đó. Cái sấy khô mình cảm giác cũng tương tự như vậy. Nhưng mà trước đó thì nó ướt gia vị thì có cảm giác nhớ. Nó có gia vị đúng không? Thì như bạn nào có cái thời là người ta ăn thì có sống nó ngồi ăn như vậy có nước lã. Xôi ra. Đó, ví dụ vậy. Rồi kèm tiếp hợp với nó là thêm những cái gói phụ gia thêm đúng không? Có thể là hàng này nọ thế kia người ta mình nghĩ là người ta sẽ rửa đi rửa xong người ta làm gì tương tự như vậy người ta cũng sấy lên đúng không ạ? Khi bỏ trong nước thì nó nở ra đúng không? Nó rồi một dầu rồi một muối này nọ thế kia người ta rang lên đúng không? Người ta cũng thọ xay thọ này rang lên rồi để gì đó vân vân một tí thành công mọi thứ trong đó gọi là nó gồm có cái gì là một người vân vân để gì bao nhiêu con đó là build up material. Còn cô là gì? Cô là build up operation. Operation là vận hành cái công cụ để làm tạo ra sản phẩm đó. Bước một là cái gì? Đúng không? Bước hai là cái gì? Dĩ bước một là cái gì mà người ta cũng không tích là quy trình sản xuất ra thì giờ mình nói nó hơi lời này đúng không? Người ta sản xuất ra thì người ta phải nghĩ là sân tối ưu nhất. Cái nào làm được xong xong thì người ta sẽ làm xong xong một thời. Nghe cái điện báo ăn đúng không? Lúc mình bỏ vào mình chờ đủ cái này đứng ra đi cùng đi chờ xôi thì mình quên mình làm cái khác mình khác ra được nhiều các bạn hiểu không? Xong xong như vậy còn tới công đoạn nào cần kết hợp cả hai cùng thời thì người ta sẽ bổ sung lại đó thì tương tự nó cũng có cái công thức cung và con tối cung cho người ta sản xuất để chi phí người ta sản chi phí nhân công chi phí nguyên vật liệu các bạn hiểu không? Là chi phí gì nữa? Chi phí về cái thời gian chạy chạy máy máy chạy sản xuất nữa. Các bạn hiểu không? Máy chạy thì nó tốn gì? Tốn điện, đúng không? Có khi máy móc thì tốn xăng, dầu, nước, phải không?
cho nên đó là lý do mà tăng mà tăng cái có cái gì cũng tăng hết, đúng không ạ? Rồi rồi ở đây á là viêm ớt con rồi viêm ớt phi rồi vân vân. Và nãy giờ cô đâu nói là về u và ôm này có giống như nó có một viên gọi là một cái template sẵn của một cái doanh nghiệp, những sản phẩm kia nó có sẵn rồi. Đó là cái trường hợp mà những cái sản phẩm mà chúng ta bán hàng loạt, các bạn hiểu không, phổ biến. Còn nếu cái trường hợp made to order, ví dụ hoặc cô là một siêu sao, cô muốn các người cô muốn tính lên kim cương hoặc là tỷ lệ gì đó thì vậy, đúng không, thì cái u và cái ôm này sẽ khác đúng không ạ? Nó sẽ đặt phòng riêng cho cái order đó, đúng không? Dĩ nhiên thì từ đó nó sẽ kéo ra sao? Cái giá nó sẽ cao hơn bởi vì nó sẽ tăng tiền công của bọn nhân viên chỉ một đó phải đặc biệt, đúng không? Để thêm cái tổng độ bao nhiêu, có công họ nào, tỷ lệ như thế nào. Đó. Thì tới cái chỗ này, các bạn thấy con approval này, đây là những cái trường hợp là nếu không thường sản xuất không được những cái sản phẩm mà không thường nha, giống như là thường lệ rồi á, thì ông Google này nó mang đến giống như là nó không có đạt được lắm, làm nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa với những cái dòng sản phẩm mới, người ta cũng muốn biết không ra một cái dòng sản phẩm mới hay là cái gì mới đặc biệt, men theo order vân vân, khi cái có đủ sản phẩm này đứng ra để mà can thiệp, làm trong thể là muốn làm mà. Cũng như là người ta phải gọi là kiểm soát hai chiều vậy đó. Rồi sau đó thì người ta mới lập kế hoạch để sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất thì chỉ dựa vào các tiêu chí mà liên quan với những cái bộ phận khác ở đây này. Những cái order là sao? Ví dụ cái đơn hàng đó người ta yêu cầu là bây giờ gần cuối tháng 3 đúng không? Và mình mong đợi đầu tháng 4 là nhận được hàng, thì mình sẽ xét tình hình người hiểu rằng tới thời điểm mà dĩ nhiên bây giờ công ty mình không ở không đang rất là nhiều đơn hàng sản xuất, các bạn hiểu không, là kế hoạch tới thời điểm mà tối ưu để đầu tháng tư có được hàng để mà bán cho cái người này mới là tài ngày hôm nay, thì ngày nào thì mình sẽ lên lịch sản xuất cho nó, đúng không các bạn? Nếu sản xuất sớm thì sao, sản xuất xong thì mình lưu kho á, như vậy mình đâu có lợi, các bạn hiểu không? Mà nếu trễ thì sao? Thì sao hợp đồng với mình nghỉ? Thì sắp có tiền đúng không? Người ta có tiền biểu mà mình nghỉ phải gọi là đi cua chứ người ta, đúng không? À, cho nên phải có cái điểm tính với cái điểm đó. Rồi và những cái order nó lên liên tục như vậy, người ta sẽ có cái planning, lập kế hoạch rõ ràng và biết cái công đoạn đó, và có khi người ta sẽ dự trù trước, ví dụ hiện tại bây giờ nhân sự nếu mà tình hình hiện tại bây giờ mà chờ đến tháng sau để hoặc là cái đơn hàng đó thì nhân sự mình không khác được, thì ví dụ bây giờ để mà tuyển theo nhân sự, gọi là nhân sự làm theo mùa hay là theo cái đầu cái tuổi, các bạn thấy số nơi người ta tuyển á, đúng không? Có lúc chuyển vào thời gian sau đấy cái dự án đó là sao? Để đáng hiện tại cái điều theo cái loại ngân hàng thì mình thấy rõ chứ còn Việt Nam mình bởi vì Việt Nam mà người làm giam công có nhiều cái sản phẩm nơi cho công ty ở cái số điểm á, ví dụ may mặt này. Vâng, rồi đây thì cái người phụ trách sản xuất á, thì người ta sẽ là theo cái kế hoạch về production planning này, người ta sẽ là thực hiện những cái lệnh sản xuất các bên kia. Rồi nếu mà có cần cái sự tham vấn quy chiếu hay là có sự cố gì á, muốn được chịu trách nhiệm với những cái tầm này, chịu trách nhiệm với những cái tầm này, quản lý cái khâu chi tiền sản xuất đó thì phải có sự can thiệp ở trên này, người ta dùng cái từ là approval ha. Rồi sau khi sản xuất xong thì cái finished good của mình sẽ được đưa về inventory đó không, và cụ thể là hệ thống của mình ở trong cái hệ thống cơ sở dữ liệu nó sẽ cập nhật thông tin stock, sau là hàng hóa chúng ta được kiểm kho, nó sẽ
có cái sự cập nhật tăng giảm đó. Rồi, và có cái bộ phận gọi là PVA đúng không? Trong phần mềm chúng ta biết là PVC rồi Tester đúng không? Thì đó là bộ phận quản lý hay là kiểm tra về chất lượng. Cho nên các bạn biết đó, tình hình đúng không? Những cái khu công nghiệp của Việt Nam mình ở phía bên ngoài thì sẽ có những người ngồi vỉa hè bán đồ, đó là những cái sản phẩm lỗi hoặc là đó công đoạn đó chúng ta lỗi ra thì thường thường một số nơi là người ta đôi khi người ta phải đi hủy luôn á, nhưng mà những ở Việt Nam cho người ta nói chung châu Á sao có thể là người ta có cơ chế là nó hay là nhân viên lấy ra cũng được bán. Chỉ như bán cái chung chi nữa nha ba mình đúng không? Rồi ví dụ đây là các bạn hình dung đang cái mặt hình mà nhìn nó lan em xe chứ về furniture là dịch sao?
con đi chờ kiểm sao các bạn? Con đi chờ rồi nhé. Đồ đặt nhưng mà quét con đi chờ như nó như con tới cái đồ gỗ đúng không? Không, quá nó thấp hả? Con đi chờ. Rồi. Mà sao? Nó có deadline. Đúng không? À, có nghĩa là làm sao biết phải sản xuất trước cái thời điểm này. Được chưa? Deadline start. À, và người trách nhiệm là ai? Rồi, ở dưới này. À, consume material có nghĩa là những nguyên vật liệu mà nó cần. Nhá, ví dụ ở đây đây. Nó chính là, nhưng mà cô cảm giác như ở đây nó gia công, nó lắp ráp đúng không? Chứ nó không có sản xuất. Ví dụ ở đây á, các bạn thấy không? Material nó chính là những cái, nhưng mà những cái hãng á, hiện tại bây giờ cô đang quan tâm tới xe, thì cô đổi xe á. Honda Việt Nam sao nó đâu sản xuất không? Đúng không? Cái nhà này nó lắp ráp, các bạn nghĩ đi. Sản xuất ra cái vàng, mà cái bio material của nó, cái chân, cái thân vàng thì nó là gì? Nó lắp ráp đúng không? Nó đơn giản, nó không sản xuất ra gì hết. Nó ra, có nghĩa là tiền của nó, đến là tiền công của nó ra là công ty vận hành. Chi phí ra, kẻ dịch vụ cộng thêm đúng không? Chứ nó không theo đúng nghĩa sản xuất bây giờ nó. Đúng không? Cho nên bây giờ cô mới hiểu rõ hơn cái assemble. Assemble, cô đi chờ có nghĩa là lắp ráp. Các bạn nghe cái từ assembling hay là giống như cái nhà là máy nó chạy 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 giống như là máy trong cái nhà kho nó rất là nhiều á, hành lý của mình nó bị chạy gọi là những cái assembly đó, phong tiêu những cái này nọ cái kia là tới công đoạn này lắp cái này công đoạn kia lắp lắp đi cho đến chế tại công trình đó là ra sản phẩm, cho nên người ta đặt routing hay là BOO của cái này nó chính là lắp ráp là assembly furniture, các bạn hiểu không? Ý nghĩa là vậy, làm cho mọi nhớ. Rồi thì các bạn thấy để tạo ra một cái đơn vị thì có một cái table head. Table head nó có thể mặc vào bên đó. Đơn vị này để consume, đúng không? Nó trong cái tab là consume material đi. Nó gồm có unit, nó là một cái table head. À đúng rồi, 4 lát, 4 cái chân. Đúng không? Rồi cái bowl, bowl này là cái gì? Screw, screw là đây chắc là office á. Có cái screw là office, còn cái bolt mà bố mà chắc nó liên quan gì với cái bốn cái chân đó hả? À, thì cô không có đủ chú ý cái này đó. Ví dụ vậy, để consume và reserve consume. Rồi và finish product, nếu có cái chỗ này chúng ta mở xem như thế người ta mở không có. Chúng ta sẽ ở à đây chúng ta có cái phần tiếp theo là người ta mở vào cái xem cái book order của cái computer. Đúng không? Sản phẩm cái computer này thì ở đây nó nằm ở người ta cho mình xem cái khác nè, cho xem cái time checking. À. Time checking của nó thì các bạn thấy cái thời gian nó ước tính á là trong 86.58 phút đúng không? Nhưng mà cái thời gian thực sự của nó là sao? 1 phút 30 giây thôi, chứ không phải 32 giây. Đúng không? Mà hiểu hiểu cái con số này không? Thấy trên này. Thấy không? Expected duration là mong đợi cái thời gian ở trong này là 86 giây, nhưng mà cái real, cái thật sự á thì nó chỉ nhìn vào là biết là 1 phút 32 giây đúng không? Thì người ta vừa dựa vào đây này như thế này. Cũng ngày này 15 từ 12 giờ 26 phút 54 giây đến 12 giờ 27 phút 25 giây có phải 1 phút 30 mấy giây không? Hả? Đó. Đó thì có duration nè. Đây là cái time tracking của người ta. Và người ta thấy ở đây là người ta sản xuất 3 unit này. Đây là cái thông số, nhưng mà để có dữ liệu này thì sao? Người ta phải nhập vào đúng không? Nói đây là phần mềm mà. Nếu không ai ngồi nhập vào đúng không? Thì trong này hệ thống nó chẳng có gì mà nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho nên là điều quan trọng là có người ngồi nhập vào cái thông số này.
đúng các bạn? Những con số này không có tự động nhảy lên nữa các bạn nhé. Nó chỉ có tự động nhảy là sau, ví dụ là chúng ta học hàng hai cái những cái quy trình trước là bán hàng mua hàng, nó ngâm định là những cái nằm phía sau nằm dưới mà nó chúng ta muốn chuyển từ một cái quotation sang VO hay là sang FO đúng không? Thì cái đó nó tự động thêm bởi vì nó dựa vì thông tin đã có chúng ta đã nhập rồi, nó bắt chúng ta phải nhập lại. Các bạn hiểu không? Hay là những cái thông tin mà mình nhận được hàng là mình gõ vào thì nó xác nhận là thông tin chúng ta gõ vào thì dựa vào đó thì nó chắc chắn nó tạo ra cái video cho chúng ta đúng không? Không đòi chúng ta phải nhập lại dữ liệu của khách hàng và sản phẩm lại nữa, đúng không? Hay là nó post lên cái channel mà đúng ledger, chứ tôi xin lỗi, ledger có nghĩa là cái sổ cáo của chúng ta, vân vân, thì nó chạy ngầm được. Ở khía cạnh đó thôi, máy móc là vẫn máy móc đúng không? Còn mấy cái này mình phải ngồi nhập vào, chứ không nhập vào chẳng có gì hết. Nhá, dĩ nhiên nhập vào có thể dưới hình thức là một cái giao diện của một phần mềm hay là một cái thiết bị kết nối có thể input dữ liệu. Ví dụ các bạn biết là những cái phần mềm mà trong sản xuất mà những thiết bị cầm tay mà có thể dữ liệu truyền vào nó cũng rất là nhiều lắm đó. Mà các bạn tiếp cận dĩ nhiên nói trong sản xuất thì nó khó. Mà các bạn thấy ở những cái gọi là những cái counter đúng không? Mình đi siêu thị thì ai cũng đi rồi nào. Thì sao? Có những cái máy móc nào khách thì cái dạng đơn giản mà nó chịu dữ liệu vào, nó phải ngồi gõ cốc cốc đúng không? Mã số nó có sẵn rồi về sau. Nó thì nó sẽ less time consuming cho cái người cho cái lấy cái gọi là gì đó, cái labor cái thủ công để mà làm nhá. Thì máy móc cũng bổ trợ thêm. Rồi chúng ta xem thêm cái dòng dài nói tới sản xuất thì nó không làm thay đó. CRM thì trước chúng ta có nói về CRM đúng không, là tin nhắn chạy bên ngoài để mà có những cái contact để mà có được cái order đúng không, cái lót đường đi nước, rồi sau đó thì có những cái order, có được khách hàng ha. Rồi sau đó mình sẽ tới cụ thể là có cái đầu ra gọi là hoa trái đi của CM, đó chính là chúng ta có được cái khu chúng ta được những cái sale order rồi đúng không? Thì tới ở đây rồi tới nói đến cái ở đây có cái từ là engineering product, nó chính là cái công đoạn thu và bom đó các bạn, có nghĩa là kiến trúc lên cái sản phẩm đó. Nó chính là mua và bom của mình, mua hay là gọi là routing á. Bom nó chính là build up material, và bên đó là build up operation. Có nghĩa là để sản xuất sản phẩm á, người ta cần biết là để sản xuất nó thì phải làm những việc gì, đúng không? Và nó cần nguyên vật liệu như thế nào. À, như cô có quên, cô nói bắt tắt. Cái cô này á, không phải chỉ là operation của họ đâu. Bên này nó chính là material hả? Nhưng mà bên này material nó chỉ là một cái list, các bạn thấy không? Ví dụ là sản xuất cái này cần bao nhiêu ký thì không? Bao nhiêu ký bột gỗ hả? Cần bao nhiêu pha lo sắt dưới này không? Ví dụ bạn cần bao nhiêu milligram của một bao của táo bông này, đúng không? Cái này sơ tăng hơn, ví dụ bài học bao nhiêu như thế nhà bóng đúng không? Rồi tàu của bao nhiêu nó chỉ là một biết dài. Còn cái mua này á, ngoài từng việc là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, và từng bước 1 nó sẽ chi tiết dùng nguyên vật liệu bao nhiêu miligram. Giống như khi mình nó ăn vậy đó, các bạn nhớ không, mình nấu ví dụ bổ vật cho 40 ăn, đúng không? Bước 1, ví dụ ông cơm này, cơm gạo 40 ăn thì khoảng bao nhiêu? Một lon là, vì gia đình có người dùng lon này, có người dùng lon kia, có người dùng lon sữa đó. Này nó sữa kia, ví dụ vậy. Hoặc là bao nhiêu nắm cũng có người ta biết có bao nhiêu cớp, hoặc là bao nhiêu đúng rồi, như brand, ví dụ vậy. Ví dụ là 100 mg, 200 mg, đúng không? Thì cái có cụ thể ở đây các bạn nhé. Bước 2 là làm gì? Đúng không? Thì lấy từ bước 1, bước 2 nó liên quan với nhau. Lấy cái sản phẩm
để đặt cái thông số, nếu mà nó củi chẳng hạn thì phải nhân lộ đó, hoặc là nếu nấu nó bị thì phải bỏ vào cái ngô nước như thế nào đó, ví dụ vậy. Có nghĩa là cái này là không bị đâu giảm cái bụng hay là gì mà nó phải chèn mà không đi thì có như vậy. Còn dưới này nó chỉ là list thôi. Cho nên cái công đoạn mà ở đâu các bạn nói nghe người ta nói engineering product thì các bạn biết à, cái này liên quan đến sản xuất vật và nó liên quan tới routing, bu và bọc. Routing hoặc bu nhá, có chỗ người ta gọi là bu, có chỗ gọi là routing thì nó giống nhau hơn. Rồi sau này thì người ta nói đến cái công đoạn mà cái công đoạn phía trước này dài dài á, thì là công đoạn mà khi người ta xây dựng nên cái sản phẩm nữa các bạn, đúng không, để sản xuất mà chưa sản xuất đâu nha, người ta phải engineering cái product đó. Cho nên ở R&D đúng không, mà ở công ty nào mà sản xuất đều có cái bộ phận R&D. Các bạn biết R&D là gì? Research and Development, bộ phận nghiên cứu và phát triển. Đó thì nó phù hợp trong cái bối cảnh này à, cái sản phẩm đó. Rồi người ta mới dự trù rồi vân vân, làm nhiều cái nghiên cứu, rồi sau đó sau người ta mới đi vào cái quy trình, cái vòng ở giữa này là trung tâm này à. Về liên quan đến sản xuất này, mua này, purchase này, receive này, rồi sau đó là lưu kho này, rồi liên quan tới accounting này, liên quan tới nhân sự này, này. Bên này này. Rồi, kế toán này, mọi thứ ở đây này. Và manufacturing nó chính là cái công đoạn, cái hình phía trên này các bạn. Nha, nó có vào kho mà từ đó là nó tính toán chi phí nó trong các bộ phận khác kết nối với nhau rất là chặt chẽ. Ở đây các bạn thấy cái từ AR với AP, cái này cô nói vừa trước rồi nhé. Account payable là liên quan tới cái việc mà chúng ta mua hàng mà chúng ta phải trả tiền á. Cái nhà cung cấp này anh thì liên quan tới cái bộ phận là purchasing đó các bạn. Còn AR là account receivable liên quan tới cái việc mà chúng ta bán hàng ra, cho nên nó liên quan tới những cái order sale của chúng ta nhá. Thì cái hai nhánh nó khác nhau. Người ta biết tắt là AP là account payable, những cái khoản, cái việc dịch là những khoản phải trả à. Còn account receivable là những khoản phải thu, còn tạm như tạm vậy á. Hay là người ta chỉ gọi gọi tắt cái từ quá là AIP nữa, thì mọi người trong giới người ta tự hiểu AIP cái tắt. Rồi sau này liên quan tới là shipping và liên quan tới maintenance ha, có nghĩa là bảo trì, sửa chữa gì đó. Sau ví dụ sau cái ghế này thì sẽ có cái quy trình và những cái cơ chế sửa chữa nè. Thì nó có những cái dạng báo cáo đây, ví dụ là những cái order ha, những báo cáo về tình hình sản xuất ha, theo kế hoạch dự trù và sản xuất nó đúng như vậy, đạt mục tiêu hay không vân vân, bởi vì nó có cái planning, nó có schedule mà, rồi nó có thể in những cái in này thì nó là cái cấu trúc mà có thể là nó đưa vào trong cái thường trong green này, nó nằm trong cái toán này, cái cost của cái bond nó ha, hay là cái bond structure, cái cấu trúc mà cái bước engineering trên này này product đó. Rồi nó gắn chặt, nó gần, nó tích hợp á, à, trực tiếp á, với các cái phân hệ này à. Ví dụ ở đây là một cái manufacturing order, cái report đây, cái report ở đây các bạn à. Thì ở đây các bạn nhìn nó tham chiếu à, cái ngày mà nó dự trù để sản xuất á, là ví dụ này nó sản xuất trong 3 ngày nữa, còn cái này là ngày hôm nay nó phải sản xuất này. Và cái đây là cái mã code của cái sản phẩm á. Sản phẩm, nếu mà chúng ta sản xuất cái sản phẩm đó, đây là cái sản phẩm đầu ra, finished good của chúng ta. Và cái unit of measure là có sao, cái đơn vị để đo lường, có thể là có khi người gọi là unit, có nghĩa là theo cái, đúng không? Hoặc có thể là cái unit của nó có thể là đổi thành box, một hộp theo unit, các bạn hiểu không? Ừ, bao nhiêu đó mà thì hay theo, thường thường là 12, 6, 4 vân vân, thường thường có thể người ta tính đơn vị theo thùng à, còn đây mình tính đơn vị theo cái unit, dịch cái việc là cái à. Ví dụ đây sản phẩm cái bàn đúng không,
thì ở đây là tính theo đơn vị là cái bàn ha. Ví dụ ở đây là đơn vị là bột, là trong 3 ngày nữa là nó phải sản xuất một cái đơn hàng, một cái bàn này. Đây là cái mã số sản xuất này, cái bàn đó. Rồi ngày hôm nay thì nó phải sản xuất một cái cửa này, cái cửa mà của cái tủ á, cabinet window, có một cái tủ, cái tủ có cửa thì một cái, rồi một cái bàn làm việc mà có chỉnh sửa, và cái này là theo order rồi đó, nó có cần fix customize á, nên đặc biệt chứ không phải là cửa thông thường mà bán hàng chợ á. Đây là một cái bàn, rồi đây là một cái hộp, đúng không? Năm cái hộp, đơn vị này, mã số. Rồi đây là cái trạng thái chờ, hay là cái, để sản xuất cái này thì nguyên vật liệu nó có sẵn hay không? Ví dụ đối với sản phẩm tabletop thì nó ready, nó sẵn sàng để sản xuất hai cái. Nhưng đối với những cái khác, ví dụ như là cái dòng đo với cái này thì sao? Nó phải wait in, nó phải chờ, material chưa có available, chưa có sẵn. Yeah. Rồi các bạn thấy ở cái chỗ này tại sao nó không có như ở trên quay phim, bởi vì nó trên có nghĩa là ngày nay nó đang sản xuất và nó sản xuất xong rồi, nó hoàn thành rồi, còn bên này thì nó đang làm, cái này nó chỉ là một cái bản nháp đưa lên cái order thôi mà chưa có được confirm, chưa có được xác nhận, chưa được approve, các bạn hiểu không? Đó. Rồi đây là một ví dụ của một cái report order. Rồi cái này lúc nãy chúng ta có thấy sơ sơ cái tương tự đúng không? Cái này nó chi tiết đến cái từng sản phẩm với cái thông số dự báo. Work center là sao? Bởi vì có thể một công ty thì nó có nhiều cái xưởng sản xuất, các bạn hiểu không? Thì cái đây là liên quan tới cái center sản xuất đó. Ví dụ vậy, Sabiline đây là cái dòng máy, đúng không? Gọi là thường có thể là trong một cái chỗ xưởng đó, nhưng mà nó chia theo cái phân hệ cái dòng máy đó chạy cho dòng sản phẩm A, B, C gì đó đặc thù vân vân, thì người ta có thể tạo những cái đặc trưng riêng, những cái center tạo những cái dòng sản phẩm khác nhau, hay là những cái chính sách hay cái bị máy móc hay những sự hay là sao là cơ chế khác, thì người ta muốn quản lý người ta phải khai báo trong này thêm vào trong hệ thống, rồi gán cho nó cho những cái ghi giống như cũng nhật ký đó, nó ghi nhận là group center này là chạy cho đơn hàng nào, sản xuất ra sản phẩm cho đơn hàng nào, cho cái order nào của là sản xuất ha. Ví dụ ở đây chúng ta thấy nó có năm ha, nó đặt tên là real station này, hay là painting station này. Painting station thì có số 2 và painting station. Rồi assembly line thì có level 2 đúng không? Real station thì 1 ha. Thì có vẻ như ở đây nó có năm kia work center, cái trung tâm sản xuất không? Rồi và nó có cái thông số thống kê ở đây không này? Đó. Và cái work order của nó, cái lịch sản xuất, lịch làm việc của nó là sao, lịch công việc của nó là nó phải hoàn thành một, và nó đang làm một, cho nên cái mức độ chỉ số hoàn thành của nó là 100% nha. Rồi có một cái thông số nữa là nói đến cái hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm. Cái này là Planning Life Cycle Management, theo này là Life Cycle, cái vòng đời của cái sản phẩm đó. Rồi ví dụ ở đây thì nó liệt kê những cái sản phẩm ở trong này, rồi người ta sẽ là bây giờ này để theo cái book center đó, rồi quản lý tồn kho, inventory thì nó sẽ xét các cái sản phẩm, đúng không? Ở đây ví dụ inventory review thì nó sẽ xem xét làm những cái sự kiện mà đặc trưng trong những cái thông số, ví dụ những cái dự định á mà nó nhận hàng á, thì bốn cái đơn hàng nó đang bị trễ này,
đúng không? Rồi những cái order này, review order, rồi những cái đơn hàng mà chúng ta phải giao đi á, thì 13 đơn đang chờ, 14 đang trễ, bị trễ rồi ha. Và hai cái là back order, có nghĩa là người ta phải return, quay trở lại để chúng ta deliver nhận bổ sung. Và đối với sản xuất á, thì nó có late, có một cái trình bị late. Dòng sản phẩm đây, những cái hình mà người ta thống kê nó hiển thị thôi, biểu đồ vân vân, thông số liên quan tới cái trong inventory thì các bạn thấy có cái từ warehouse trong đó nữa, cái kho thôi, những cái thông số chung của cái tình hình quản lý của cái doanh nghiệp đó. Ví dụ đây là nói tới cái BOM đây hả, của cái sản phẩm là cái màn hình Retina của iPad hả, iPad Retina Display. À, cái BOM của nó mình phải khai báo các bạn nhé. Mức công thời gian đầu mình phải mở vào hệ thống khai báo từng item, item một clip ha. Nhá. Và để thường tránh sơ suất thì khi những cái người gọi là những cái kỹ sư đặc thù sẽ vào khai báo cái này, chứ không phải ai cũng vào chỉnh sửa bo đâu nhá. Rồi ví dụ ở đây các bạn biết cái sản phẩm này có tên là iPad Retina Display, màn hình, thì nó sẽ gồm những cái thành phần ở dưới này, đúng không? Số lượng là 111, 3 cái RAM R2S, R3, processor vân vân. Rồi nó sẽ có cái số lượng và nó có cái thông số memory của nó 1632, giống như cái variant này, có nghĩa là cái dòng sản phẩm này á, display này nó có cái dạng là có dành cho 16G và 32G. Rồi đây, người ta có thể dùng cái giao diện giống như calendar của mình đó các bạn, để người ta ghi chú. À ví dụ đây, một dòng đây là một cái manufacturing order, đúng không? Hay vì chúng ta hay có ví dụ là ngày đó giờ đó chúng ta học môn gì thế nào, thì bây giờ nó là chính là một cái lệnh sản xuất gì, sản xuất ra cái gì thì thường vậy ha. Thì đây giống như là cái calendar của mình á. Rồi con xem cái nào cần thiết nói con xem thêm thôi. Ví dụ ở đây cái này, cái màn hình này là check in time fulfill nguyên vật liệu đây. Ví dụ ở đây để mà cái sản phẩm này các bạn nhìn vào thông tin, các bạn thấy cái giao diện mình đọc được nhiều thứ lắm nha. Ví dụ cái sản phẩm này nó có tên là iMac đúng không? Cái tên của iMac này nó can be sold, có nghĩa là cái sản phẩm này chúng ta có thể là đem bán đó, can be purchased, hoặc có nghĩa là chúng ta mua về và chúng ta bắt lại, ví dụ đi mua như thế nào ha. Thì ở đây thông số dưới này trong cái mục purchase thì nó sẽ có mình mua. Bởi vì can be purchased mà, thì chúng ta thấy chúng ta mua bởi ba cái nhà khả năng, nếu muốn mua cái này thì có ba cái vendor đã từng bán cho chúng ta đúng không? Và cái giá thì các bạn nhìn vào thì giá thấy sao? Nó có hơi khác nhau đúng không các bạn? Nhưng mà nó trên này là minimal quantity, có nghĩa là cái con số đặt hàng tối thiểu để được cái giá này. Các bạn hiểu không? Ví dụ ở đây đối với Peterson Group thì sao? Với giá là 790 đô mà.
điều kiện là ít nhất phải đặt cá, còn 2-3 cá trở lên thì nó hình như nó không có cơ chế gì đó, ví dụ vậy, hoặc là người ta chưa thêm vào đây. Nhưng mà đối với Digital Express thì sao, giá là nhìn thấy nó rẻ à, cũng không rẻ ha, nó chỉ rẻ hơn Person Group, nhưng mà để có giá này thì phải mua đơn vị tối thiểu là phải 3 cá, các bạn hiểu không? Thì nhìn vào đây mình thấy cái giá cái thằng này BZBZ này, mình mặc dù mình chưa biết chất lượng nó như thế nào thì giá nó vẻ nó hấp dẫn hơn đúng không? Hả? 750 thôi. Ví dụ vậy ha. Thì nhìn vào cái thông tin của... Rồi chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy có cái con số này, on hand 20, à thì hiện tại trong kho nó có 2 cái, 20 cái. On hand 50. Đúng không? Đang có. Và forecast gì đây nó ổn rồi hả? Thì như hiện tại mình có 20 và mình chưa bán cho ai hết và chưa có cái đơn hàng nào dự trù cho ai hết, ví dụ vậy thì mình vẫn còn on hand là 20 ha. Tại thời điểm á, tại thời điểm mình mở máy ra nha các bạn nhé, người ta không ghi đây là ngày bao nhiêu nữa các bạn, ngày chỉ chụp màn hình thôi á, ví dụ thời điểm khác thì những con số này nó có thể thay đổi, các bạn hiểu không? Đó là cái vai trò của hệ thống ERP là vậy. Bởi vì có nó có thể là ở kho đúng không, nó bán ở đâu đó, nó nhập vào kho là có ai đó tới lấy hàng đi rồi, ví dụ vậy, thì on hand nó thay đổi theo thời gian à, mà nếu như vậy có nghĩa là hệ thống và cái đời thực bên ngoài nó đồng điệu và nó step by step, có nghĩa là nó làm sao nó sánh vai với nhau, sánh đôi với nhau đúng không, thì hệ thống này mới có giá trị, các bạn hiểu không? Còn nếu bên ngoài mà nó gọi là nó lệch nhịp hả, đúng không, trong văn vẽ thơ ca đúng không, trái tim em trái tim gì đó lệch nhịp ví dụ vậy thì nó đã có vấn đề rồi đúng không? Trong hand mình nó tự nhiên nó bất tình nó lên hoặc xuống ví dụ vậy, nó tác động rồi hù dọa bên kia đi vào trace đúng không, thế đi mua hàng mua nguyên vật liệu về để sản xuất rồi. Và trong Odoo thì nó hỗ trợ cho cái việc là như cô nói là nếu dùng ERP thì mọi thứ nó đúng không? Sản xuất nó cần một liên hệ với điện hành này, mà thông tin mà thông suốt hết thì sao? Nó rất là thoải mái đúng không? Và nó trở nên tối ưu, người ta gọi là tối ưu cho sản xuất, tiết kiệm được cái này cái kia, nói chung là về lý tưởng cũng nói rất là nhiều. Rồi nói đến cái Work Center Control thì nó còn cũng có một cái gần như là cái này gọi có thể gọi là cái gì ta, cái dashboard riêng đó, hoặc một cái báo cáo, cái thống kê, cái phân tích riêng cho một cái workspace. Thì những cái thông số ở đây, ví dụ ở đây à, thời gian là 80% về cái hiệu quả về thời gian, khả năng của nó là nó cái, à, về cái đơn vị là 5, đó, capacity là 5. Rồi cái cost per hour là mỗi giờ mà nó thực hiện công việc thì nó tốn đến 85 khoảng 85,5 đô ví dụ vậy đó. Rồi time before production đó, có nghĩa là trước khi để đi vào sản xuất thì nó cần 10 phút đúng không? Time after production là cần 8 phút để làm gì à, thì thường thường là nó có cần cái thời gian để mà nó chuẩn bị, ví dụ phải ngâm điện vào để máy để khởi động máy đúng không các bạn, đúng không, dây chuyền ví dụ vậy. Còn kết thúc là sao thì tôi phải chạy hết cái dây chuyền, nó mới mất cái 8 phút các bạn yêu, chứ không phải là muốn ngừng là ngừng ngay được. Cho nên thường thường sẽ có cái thông số này để cho người ta biết à, work center này nó vậy, cái dàn máy này vậy, cái bộ phận máy như vậy, gọi là cái gọi là gì ta, cái team hoặc cái tổ hay là cái đội gì đó sản xuất ví dụ. Và mỗi cái giờ mà nó cost per hour vậy đi, cái dĩ nhiên cái này là average thôi các bạn nhé, mỗi giờ mà nó chạy á thì sao, nó tốn hết 85,25 đô la. Đó là vấn đề mà doanh nghiệp là làm lên là biết được, là ví dụ cúp điện nó đóng cửa đúng không, một ngày bao nhiêu tiếng mà nhân lên cấp thì chỉ như con số này người ta cũng estimate và người ta chỉ là average lại đúng không, như trung bình như vậy mày à, thì nó khác rồi, chính xác.
bởi vì dù nó đang nóng chạy nữa chừng mà không có chạy ra công đoạn thì cái mớ bong bong nữa nó chưa định hình, ví dụ vậy, nó đạt cái độ nhiệt nó khác, ý em nói vậy gì nữa, nó lên cái độ chai độ ly, nó sau này nó không thể nóng chạy ra để mà định hình ra được thì coi như là đai luôn, cho nên nó rất là đặc thù. Ví dụ là điện nước rồi tình hình an ninh, đúng không, an ninh kinh tế xã hội mọi thứ nữa, đúng không, ví dụ tình hình có cái gì đó vào. Rồi cost and scale, cái này cũng nói luôn nó tới cái vấn đề đó mà. Rồi cái này là nói về cái Odoo có thể là tích hợp với cái file base ha, để mà tối ưu hóa cho cái việc tích hợp trong quản lý trong cái sản xuất. Để cô gõ cái file base là cái gì để các bạn xem nhé. File space là cái gì các bạn? Một cái nền tảng công nghệ thôi để mà người ta đưa cái để tích hợp mà gắn giống như là một cái add-on á để Odoo nó vươn lên, nó không phải chỉ là nằm trên cái indoor hay là on-premise của cái doanh nghiệp đó nữa, mà nó tương tác ha, nó trở thành một cái cổng tương tác mà giống như một cái app á trên những cái thiết bị để mà giám đốc có thể ở bất cứ đâu người ta cũng thêm vào xem được báo cáo, các bạn hiểu không, như khi bán hàng á, đúng không, không phải ngồi ở văn phòng mà có thể là đi giao dịch gặp khách hàng và cập nhật được đơn hàng luôn, tạo đơn hàng luôn, chứ không phải là cái chạy về công ty ngồi gõ một cái đơn hàng trên máy tính, đúng không, bởi vì nó chịu nổi tích hợp tạo một cái app trên thiết bị như đó, các bạn hiểu không. Đó thì cô nhớ là cách đây cũng 30 năm gì đó, đúng không, ở cô thấy là Thế Giới Di Động hay là Nguyễn Kim hay là cái gì đó, cô vào cô hỏi mấy nước lạnh, mấy lọc nước hay tủ lạnh gì đó, thì cái anh đang hỏi số điện thoại, rồi sau đó là nó hiển thị tên của cô trong cái điện thoại anh đó trên cái app á, rồi cô chọn mà nói là mua về địa chỉ nào thì nó sẽ có thông tin của mình trước rồi, nó biết địa chỉ của mình luôn rồi, và cái anh đó không phải phải kêu mình tới với cái chị ngồi trên cái bàn counter nữa, mà nó là cầm cái điện thoại mà thôi đó. Thì cái đây là hình thức kết nối kiểu vậy đó các bạn. Sếp thì sao, đi du lịch, đi công tác hay là đi gặp khách hàng đối tác cũng có thể biết được công ty mình tình hình như thế nào, các tủ sản xuất ra sao, có vấn đề gì đặc trưng không đó. Thì cái FacePay là cái nền tảng người ta nói là, và cái Odoo nó thể có thể là bắt tay với nó được ha, để mà nói chuyện với nhau tạo một cái app. Đây là cái ý như vậy. Đúng rồi, còn hiện tại bây giờ là nó là một cái dạng web mà như một cái phiên bản thông thường mà người ta đang nói là nó web. Nó có cái e-commerce muốn nói không ạ? nhưng mà thì em tìm hiểu rõ rồi, Firebase này là nền tảng để tạo cái app, không, Firespace này là một cái nền tảng để em tạo ra cái ứng dụng developer, hiểu không? Đây em có thể tạo một cái app để em kết nối với những cái phần mềm đó người ta đã có sẵn để chuyển đổi đưa lên cho nó nhanh gọn hơn, chứ không có cần phải là ngồi lập trình lại từ đầu, em hiểu không? Như thông thường tạo một cái app là mình phải cần một cái đội ngũ tiền nhiều á, bây giờ có một cái nền tảng như nhiều vậy, kéo thả chọn hay gì đó đơn giản hơn, kết nối dữ liệu vân vân ha, thì cái này nó kết nối được với cơ sở dữ liệu Odoo. Odoo mà chúng ta cài cái phiên bản về máy tính của mình đó các bạn nhớ không? Đó, thì cái kiểu gọi. Rồi, đó là cái phần Odoo. Thì cái phần slide tiếp theo người ta sẽ nói về cái phần mà cũng là sản xuất nãy giờ, nhưng mà nó giới thiệu về cái hướng mà các bạn nhìn trong cái phần mềm Unicorn. Thì cái này cô sẽ để nãy giờ các bạn cũng mệt mỏi lắm, cô sẽ để cho tuần sau nhá. Thì nãy giờ nó luôn nó tới cái vấn đề này để các bạn biết những cái từ khóa để khỏi bỡ ngỡ, bởi vì
Tôi biết đối với nhiều bạn nó lạ lắm, bởi vì đối với bản thân tôi thời gian đầu cô được tiếp nhận học đi học ERP này, cô thấy nó cũng lạ quá trời. Vì mình đâu có cơ hội để vào phân xưởng, hay hiểu không? Để nhìn như mình cũng chưa được gọi là trải nghiệm. Thường thường á, thì có gọi là một cái gap year, là có nghĩa là mình học lớp 12 xong có một năm mình free, mình thoải mái, mình đi làm nhiều nghề nước ngoài thường vậy. Mình có thể làm waiter, mình có thể làm một cái người hooker ở đâu đó, ví dụ vậy. Thường thường ở nước ngoài nó có cái phong cách như vậy. Còn Việt Nam thì sao? Học cho nhanh nó lên. Ví dụ nó khác thì lúc đó mình sẽ có kinh nghiệm rõ hơn. Các bạn hiểu không? Ở trong nhà máy thì người ta sẽ làm như thế nào để có đủ vận quyền. Còn thường thường xem cái TV thời sự đó, đúng không? Lâu lâu thấy công ty ABC mặc bộ đồ bảo hộ lao động. Đúng không? Chứ thực chất mà nhìn mắt thấy tai nghe thì ít lắm, ít cơ hội lắm. Hoặc có thể là chúng ta coi thường những cái việc đó, làm tay chân. Không, cô nói thực sự luôn á, nó vậy. Sao cái mặt rủ rủ khi có sữa gạo nữa. Thôi mới ăn đi, mới ăn đi, lo buồn ngủ. Thấy ngồi bất mãn. Thì có gì coi lại cái này phần này cũng không có dễ đâu. Thì tuần sau thì cô sẽ nói tiếp phần dưới này ha. Rồi.